xin chân thành cảm ơn và mong rằng Như Quỳnh sẽ còn đầy đủ sức khỏe được đứng đây, cũng như những lời dặn dò rất là thương yêu của anh Thanh Lộc nè. Rất nhiều lắm rồi, còn Minh Dự nè, Minh Dự cũng vậy nè, Bảo cũng vậy nè, Phương Mỹ Chi cũng vậy nè, rất nhiều từ phòng thâu cho tới các bạn trẻ nè, Trần Đoàn nè đó, các bạn yêu thương và các fan, cho dù nhiều người cũng rất là bực bội khó chịu khi mà Như Quỳnh bị tụt dốc, khi mà mình không có một mình bị sốc, chắc cái đi hiểu mà cuộc đời của mỗi con người, nhất là một người nghệ sĩ đôi khi nó cũng không có bằng phẳng, nó cũng có những cái chông gai, nhưng mà cái điều khó nhất là làm sao mà có thể đứng dậy được, giữ vững mình và yêu nghề, yêu cho đến khi nào mà không hát nổi, gục ngã ra sân khấu thì thôi, thì cái điều đó đối với Như Quỳnh mới là hạnh phúc. Cái cách mà Như bắt nhịp cho khán giả, cho fan, fan thì thuộc hết bài của Như y như hồi Như dạy cho Miu lúc đó, cũng đã đương nhiên là một cái tên khác. Như chưa bao giờ chê học trò, và fan cũng vậy, xin thưa fan của Như hát phô lè. Như lúc nào đúng rồi, à đến bên này nè, ôi tuyệt vời quá, và chỉ vài động tác như vậy thôi, Như xóa mờ cái biên giới giữa sân khấu và khán trường, giữa người nghệ sĩ và khán giả, khi mọi người cùng hòa ca. Anh à, bây giờ kỷ niệm đi anh, em với Miu, anh mình hát bài Bụi Phấn được không anh? Được rồi. Được không quý vị? Tất cả các anh chị, các tạp chí ở dưới giờ soát cho phép nha. Tôi còn thơ.
cách nhường diễn đàn này lại cho hai người nha, để ta tưởng ra mắt CD của tôi. Chị tiếp theo, tôi làm chị nói con đi mà chị. Chị lên nói tôi không bắt chị hát đâu, giới thiệu CD đi. Trời ơi, vậy là chị bé heo lên giới thiệu CD của bé heo luôn. Bé heo rất là hay bắt cỡ. Mỗi lần nữa là có anh Chí Tài lúc nào đứng cái bên là bé heo để anh nói đi, anh nói đi. Thành ra không bao giờ nói, không có dạng như khúc cô em này nói giỏi quá. Nhưng mà đã đến đây rồi, thì trước tiên chị bé heo thay mặt cho Chí Tài ở trên cao chúc cho em thành công và lúc nào cũng hát hay. Chị mê giọng hát của em lắm. Và cũng hôm nay đến đây với tình yêu thương dành cho cô em nhỏ này, mặc dù là cho chị bé heo leo cây hoài nhưng mà không sao, thương em nó lắm, biết ý em. Thế kể chị chịu khó chờ rồi mới được gặp mặt, thấy chưa, gặp rồi nè. Và thôi thì hát không phải câu nha, một hai câu thôi. Dạ mẹ đã giơ tay lên nha, có cũng là nè. Bài hát mà bé heo khi trở lại sân khấu Thúy Nga được quý vị rất là yêu thích, xin mời quý vị thưởng thức. Không có thuộc bài đâu, hát một vài câu nha. Nếu xuân đầy vắng lạnh. Yes. Xuân đã về, anh có cho anh nên qua chị để muốn nói cảm ơn chúc mừng các bạn và cũng không quên nhắc là ngày ra mắt CD của bé heo được tổ chức tại khách sạn Continental vào ngày chủ nhật
lúc 6:30. Xin mời quý vị đến tham dự. Em xin được gửi tặng chị Phương Loa. Chắc thương nhiều. Cũng yêu nha. Các bạn ở dưới chưa? Thấy chưa? Có đến là có quà. Cảm ơn chị. Dạ. Chú Thành Lộc, nhờ em hỏi là CD sắp tới nếu mà ra thì có bài mà em song ca với chị không? Dạ. Nếu chị đủ tự tin hát và nhạc sĩ đủ can đảm sáng tác thì em chịu hát đó chị. Dạ. Gia Bảo nói là chị nói thẳng đi chứ không thôi mơ tưởng hả? Dạ, thực ra thì em mơ tưởng cũng nhiều rồi, tại vì em bị leo cây cũng nhiều á chị. Dạ. Không, giọng hát của em rất là hay mà. Dạ, nếu như không... Năm ngoái là phòng trà quy là em đấy. Lên hát với chị mà em hát nguyên cái bài luôn, cho nên chị đâu có được hát câu nào đâu. Vậy ha, hứa rồi nha. Nhưng mà hứa, khi mà đã hứa rồi mình làm, không phải là chỉ thuần túy là một cái song ca, mà là nhà kịch. Đúng không các bạn? Đúng không? Nhà kịch và hát và đúng là như là một cái câu chuyện đó. Mà em là cái người đầu tư. Bị gài. Trong cái lúc câu giờ để mà quý phóng viên nghĩ ra câu hỏi thì em cũng làm tròn bổn phận của mình là em chia sẻ với chị một chút xíu cảm nhận. Phải nói là cả mùa Tết em rất là nôn nóng được gặp chị. Em biết là chị về, nhưng mà vì đêm nào em cũng phải diễn ở sân khấu, cho nên là ra mùng rồi em mới rảnh. Và ngày hôm nay em được đến đây để mà dự buổi ra mắt CD của chị. Tất cả những gì mà cần chia sẻ thì lúc nãy đã có một cái màn chia sẻ rất là hay và rất là thật và đầy cảm xúc của chú Thành Lộc và chị Trang Thị Miêu. Em xin chia sẻ là em rất là mừng và rất là hạnh phúc, bởi vì sau những lần mà chị phụ tình em á, thì bây giờ thì em rất là vui, em không còn phải thót tim hay là đứng thở khi mà mỗi lần chị cất giọng hát lên nữa. Nó đã nhẹ nhàng và tình cảm và gần như là xuất sắc như những ngày mà em mê chị. Và em xin chúc cho chị những bài hát sắp tới của CD và những bài hát khi chị đứng trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga sẽ thật là thành công. Và những bạn trẻ, những ai mà chưa từng mê đến dòng nhạc Bolero thì bắt đầu sẽ có cảm hứng với nó qua giọng hát của chị Như Quỳnh. Em cảm ơn chị. Chị cảm ơn Dự rất là nhiều. Trước khi em ngồi xuống anh hát câu cuối đó em. Câu cuối đó. Đường vào yêu xin nhớ, vào yêu xin. Đường người vào yêu xin. Dạ, cách nó cao quá. Bắt đầu cao lên. Người vào yêu. Dạ, cái tông đó cao quá chị. Cao quá hả? Dạ. Người vào yêu xin nhớ, đừng quên chữ Quỳnh. Dạ. Mới sửa lời nữa rồi. Cảm ơn Dự rất là nhiều. Dạ. Hy vọng trong một cái dịp nào đó chị sẽ ghé thăm em nha. Dạ. Cảm ơn. Và sau màn câu giờ của em thì em xin mời quý phóng viên đặt câu hỏi ạ. Xin xíu, lát nữa cho em xin chụp như tấm hình của lại. Nhớ ghi tên em lên trên CD nha. Chị nhớ mà. Thôi, nhớ nhỏ quá, lấy chị nhớ lại đi chị. Không có cho làm cây nha. Hết đỡ hẹn ra ngoài kia được không? Được. Ok. Hẹn nhau ra ngoài đó chị, không? Ok, tạm chờ chút xíu. Ôi, được, kéo theo ra ngoài. Như mình đó, chờ Bảo nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Cảm ơn. Thật sự Bảo hỏi cho chị Như cái câu hỏi đó quá khó đi. Tại vì là một cái sự cố mà chị rất là xấu hổ luôn đó. Đứng ở trên sân khấu hát cái bài mà rất là dễ. Gần như là không biết là mọi người và các bạn ở dưới đều đồng ý là cái ca khúc đó gần như ai cũng biết đúng không ạ? Không phải là Như Quỳnh nói là hát hay hát dở, nhưng mà bởi vì tất cả các bạn đều biết qua ca khúc đó rồi. Nhưng mà khi mà cái sự cố mà Như Quỳnh hát, Như Quỳnh nói tông thì cũng đánh được, cũng không lên nhạc được. Khi là Như Quỳnh cũng bị coi như là
đơ khoảng chừng 1 phút. Thì đứng yên, đứng lặng, sau đó cô cũng phải cười, cười là cười cầu tài đấy, cười. Mà rồi sau đó lại đổi bài nữa, bài rất là đơn giản luôn, cha cha cha, cũng lấy tông mà cũng không hát được, ban nhạc cũng không đánh được luôn. Trong cuộc đời của Như Quỳnh chưa bao giờ Như Quỳnh bị trục trặc như thế này. Phải nói là thật sự nha, miệng thì cười, trong thì khóc. Rồi, cũng khổ lắm chứ. Nhưng mà không ngờ là, phải nói là thật sự là những các bạn trẻ, những các fan yêu thương Như Quỳnh đã làm cho Như Quỳnh cảm thấy vui hơn, tạm quên cái nỗi buồn đó và đã tạo làm một cái trang là TikTok hả? Trend nữa. Trời ơi, mỗi lần mà Như Quỳnh xem lại, Như Quỳnh cười muốn chết luôn. Cười không thể tưởng tượng được một cái sự cố mà nó khủng khiếp đến như vậy mà các bạn có thể tạo ra một cái trend mà nó coi như là phổ biến. Đến nỗi mà Như Quỳnh nghĩ là nếu các bạn không tin là Như Quỳnh ở nhà mặc quần jean áo thun đó, mở lên cũng nhảy tưng tưng như vậy luôn đó. Mà rất là vui. Cho nên là có thể là trong một cái tương lai hay là một cái lần diễn sắp tới, Như Quỳnh sẽ kết hợp một số bài làm cho fan cho vui thôi nha, chứ mình đừng có mình đừng có tạo thành một cái điều gì đó mà nghe nó không chào quá hả, lâu lâu cho nó vui thôi. Tại vì Như Quỳnh thì em còn bé lắm trai người. Nếu mà hát kiểu TikTok mà kiểu như trend như vậy, người ta nói Như Quỳnh là ôi giời ơi cô ạ, à, cô lớn rồi đấy. Cô mà hát TikTok hay là cô trend như thế này thì rồi ai mà xem. Thì cho nên là Như Quỳnh cũng rất là muốn khi có dịp vui đi mình học fan một lần nữa, các bạn chịu không? Fan thôi nha. Lúc đó là một cách mình chiều khán giả. Chiều khán giả, nó không phải là tác phẩm nghệ thuật. Khán giả vẫn phải thương chị Như Quỳnh. Chị Như Quỳnh vẫn là một nghệ sĩ sẽ làm cái tác phẩm nghệ thuật chất lượng đàng hoàng. Còn lâu lâu mình đóng cửa ở nhà thôi, mình làm biến động nên là chúng nhà với nhau thôi. Không có ghế ngồi nha, không có ghế ngồi nha thế Miêu. Bàn bỏ bàn bên hết, còn như là sân khấu không, mở nhạc DJ chắc nồ nhảy hết. Được không? Không được áo dài nha. Mình không được áo dài. Người này đâu phải là vì người này ở trên TikTok hay là lên Bigo làm không làm nên. Mình yêu người này vì người này có những cái dòng nhạc tâm tình với mình. Còn nếu mà người nghệ sĩ yêu nghĩ là nếu không giữ thăng bằng tốt, không có cái kháng thể văn nghệ tốt bên trong mình á, đi theo chiều khán giả quá thì cũng chiều quá khán giả hư, chiều khán giả quá mấy em hư đó. Thương lắm, tại vì hôm nay Miu cũng mừng. Nếu không vì có những cái sảy chân rất là bất ngờ đó khiến cho tiếng hát đó lại được một lần nữa được bạn trẻ quan tâm nè, hiếu kỳ, và khi tìm nghe thì lại suy tỉnh, lại phải làm tiếng hát đó. Thì cuối cùng tiếng hát nghệ thuật vẫn dành cho nghệ thuật hơn là trend hay là mùa vui. Chúng ta có những biên hài, nghệ sĩ, các danh hài để mang lại tiếng cười. Hãy để cho Như Quỳnh làm đúng công việc của Như Quỳnh. Và khi Như Quỳnh làm đúng đó và làm tốt đó, tôi nghĩ sự hiện diện của những fan trẻ, những khán giả trẻ trong khán phòng này đã đủ để trả lời là Bolero có thanh tân không? Tiếng hát Như Quỳnh có thanh tân không? Nếu nó không thanh tân thì khán giả ngồi dưới kia đã không trẻ đến như vậy, không sôi nổi đến như vậy. Chính sự hiện diện của khán giả trẻ là câu trả lời xác đáng nhất cho bất cứ ai cho rằng Bolero không đến như vậy. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ba mấy đứa nhau.
rồi cho xe chạy đi em. Con lắm đó. Như Trinh nè.